hỏi Nhiễm Hà Phúc Phan vì sao vì mình là tèo của tí. Đó, thấy chưa, các bạn thấy mình rất là trai không? Cái tóc mình mới làm nè các bạn. Và hôm nay mình sẽ review một bộ đồ chơi, đó chính là các bạn chắc chưa biết đâu, vì mình đâu có kêu các bạn có thằng ba đâu, tại các bạn thằng ba là các bạn đã coi. Nhưng mà đây hôm nay mình sẽ không phải thằng bốn nha, cái này là một bạn fan tặng mình. Bạn này kêu mình tự ra chứ không đưa cái gì cho mình luôn. Đó chính là bạn Nguyễn Đặng Duy An đó nha. Và hôm nay là cái này là ba mẹ mình tặng cho mình nha các bạn. Đây là bộ thứ nhất, nhưng không có bạn hướng dẫn, chắc mình phải tự làm quá. Mình sẽ cố gắng mình làm. Các bộ này mua đâu có tốn tiền nhiêu đâu, có 2.000 được cái nhiêu. Mà nó dẫn thôi chứ quà này quà được miễn phí đó các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ những bọc Devon này vào chiếc nồi thằng kỳ. Đây là chiếc nồi thằng kỳ. Đẹp không các bạn? Ý, ấm là thì ồ. Rồi, vô đây. Bây giờ mình sẽ bóc cái nào đây? Ô, cái bộ này mình chắc phải mò nữa rồi các bạn ơi, không có hướng dẫn. Và nếu các bạn thấy lâu thì các bạn xả video cũng được nữa. Đây là trọn bộ này, đáp sao ta, mình phải chí thông minh mình rồi bắt bà. Ủa cái này đáp sao ta, à giờ mình sẽ lắp cái dãy trước nha các bạn. Combo của skeleton đây bà. Oh, bắn trúng đích mình rồi, đau quá. Giờ mình sẽ bỏ con này qua một bên, con này mới khó đây. Chưa. Thôi để vậy đi. Là bây giờ mình sẽ lắp con ngựa, mà bây giờ mình sẽ lắp con ngựa sụt coi được hay không. Ôi. Nó cũng không khó quá. Đây mình sẽ chỉ các bạn. Các bạn nào mà khuyến mãi thì mình sẽ chỉ các bạn. Cái yên là trước chứ các bạn. Rồi cuối cùng mình cũng sẽ làm lại như vậy nè mới đúng nha các bạn. Cái này mới ở dưới nè. Rồi đây đã xong. Màu cực cool luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ để con này vô bên. Bây giờ mình đã lắp xong rồi, các bạn cũng muốn ngắm con này thì mình sẽ để ở đây cho các bạn ngắm. Và bây giờ mình sẽ bóc một con đây. Rồi mình đang để cái con này dễ nhất trong một con đây. Ủa có phiên bản mini figure nữa đó các bạn ơi. Mình thấy có phiên bản mini figure rồi đó. Có một số trục trặc cho nên các bạn thông cảm, hoặc là các bạn thích mình thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình nha. Cứng tay lắm. Đừng quan tâm tới những tiếng đó, các bạn hãy quan tâm tới mình nè.
các bạn thích mình thì các bạn hãy một like đi và một chia sẻ, đăng ký, bấm vào nút chuông, đừng quên xem phần 3 của mình nha. Phần 3 đó, phần 3 trong bộ Lego mình review tới kia rồi. Đây là con. Hôm nào mình sẽ làm một cái nhân vật mô hình Minecraft nha các bạn. Cái này làm cái khác ta cho nên các bạn thấy dễ vậy thôi chứ rất đây rất thực sự rất nhiều hết. Đó thấy chưa? Đây là mẹ đang đánh con nhưng con bị chưa đánh con mẹ. Đây mình sẽ cho các bạn cái kỹ. Mẹ đang cầm cái roi nè. Có con ăn củ cải nhưng con không chịu. Và đây là hai cái mình đã làm. Mình sẽ review bộ Lego tiếp theo nha các bạn. Các bạn nghe tiếng mình lớn thì các bạn cho mình một like liền nha. Còn cái này là ở trong cái xe mà các bạn sau ở trong đấy lòi ra nữa. Chắc cái đâu quà tặng. Rồi xong. Đây. Đây là lá cờ biểu tượng của phiên bản 1.9.0 nha các bạn. Lá cờ mà dân làng hay chấm để trồng rau trồng ruộng đó. Đây là thác nước. Để làm nha các bạn. Đây là bộ skeleton kế ngựa. Còn đây là mẹ cho con ăn. Mà con không ăn thì con người heo đánh con. Mà không biết có nguyên trầm lại không. Và đây là biểu tượng của dân làng 1.9.0. Bây giờ mình sẽ làm cái kế tiếp. Ở đường xuống Herorai nè các bạn. Cái này mình tự làm cũng được, khỏi cần giấy. Cái này làm cũng dễ lắm các bạn. Cái nào bạn mới vào khi nào. Có bạn nào học lớp 3 không nè? Các bạn nhớ bình luận ở dưới nha. À bạn mình thì nói tôi rồi là mình biết nha. Ừ.
im lặng quá, mình cũng phải nói chứ đâu có im lặng được đâu. Bây giờ mình sẽ kể chuyện hài cho các bạn nha. Này mùa đông ơi, hãy nhảy nhảy cô xì lào ngâm mấy lắc, cái cục xì lào ngâm mấy lắc, cục xì lào ngâm mấy lắc. Các bạn có biết bài đó không? Bài đó đang hot đó. Theo mình dự đoán là cái này là mình dễ làm rồi nè, cũng giống con ngựa thôi các bạn ơi. Đây mình đã lát hình chỉnh machine. Alright, mình sẽ để vậy. Bò một sừng là con tê giác. Wow, cái này sao rác thấy dài dòng quá các bạn ơi. Đây là con gấu ở tuyết nha, ở vùng tuyết ở trong Minecraft đó. Cái này không nhở? Theo mình nhớ lần đấu này là một bộ phim gì ta? Bộ phim trong Minecraft đó là con này sẽ cởi và đi cất những cái làng. Để các bạn có coi thôi thì các bạn sẽ biết thôi. Rồi vậy mới đúng. Không dừng. Dừng quá. Vào đây. Vậy mình sẽ rác này đi. Đây là con mặt giống con ta ở dưới địa ngục. Mình cũng đang đợi mấy rác nhưng mà con này mình không biết. Sao hôm nay con này chân dài thế nhỉ? Chân dài quá các bạn ơi. Được rồi. Con này hôm nay sao chân dài quá à? Mỹ đang chân dài. Con heo này thiếu bộ phận. Thôi tạm thời mình để heo vậy đi. Đây. Cái này xin. Con Mỹ vào đây mình mới làm lại con này là thành con khủng rồi các bạn ơi. Mình nghĩ sao đừng tí được rồi. Quý xin này này. Dạ vâng. Còn con Mỹ nữa đây sao nó dậy không rồi các bạn ơi. Thôi bây giờ mình sẽ để. Để vậy đi. Yeah, đây mình đã phát hiện ra rồi. Con này có heo luôn rồi. Nhưng mà mình đắt sẽ tạo đúng không, các bạn cho mình một like đăng ký chia sẻ đi nào. Đây là mạch thứ hai. Alex này các bạn. Đây. Bây giờ mình sẽ kể chuyện vui cho các bạn nghe. Hết câu chuyện. Lại sẽ. Bây giờ mình sẽ kể chuyện vui cho các bạn nghe mà các bạn phải bấm like cho mình đó. Bạn không bấm like là bạn biết lắm đó. Mà mình cũng không biết chuyện gì đâu. Và đây mình đã lắp xong rồi đây. Hồi nãy có một số cục trặc cho nên mình không quay được. Xấu quá. Và đây. Buồn quá. Và đây là bộ Lego cuối cùng của mình. Và chính xác là cũng là video này là cũng đến lúc để kết thúc. Cho nên mình sẽ làm cái này là cuối cùng luôn rồi. Đủ nha các bạn. Đang ở đằng sau. Đây là Steve. Mình có nhiều nhân vật Steve lắm luôn. Ba ba. Ủa. Thì ba ba.
Đây cái này là củ dâm dừa nè. Dâm Đà Lạt. Đây là hai cặp. Và đây là cái bánh. Chọn bộ rồi các bạn hãy cùng thưởng thức đi nào. Các bạn hãy theo cho mình review những món đồ này là thế nào. 1 2 3 tiếp.